Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký chiến trường ca. Cuộc chiến tranh bắt buộc. Tác giả Nguyễn Văn Hồng. Đại tá, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 31, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh 309, nguyên phó tư lệnh tham mưu trưởng quân đoàn 4. Tập 2. Ngày 10 tháng 7 năm 1978, lực lượng địch khoảng 1 tiểu đoàn thuộc trung đoàn bộ binh 81 từ trong nội địa Campuchia theo đường 19 ra phản kích cách ngã ba Công Hương khoảng 500m. Bộ binh của chúng chia thành nhiều mũi tấn công vào trận địa của ta trên hai hướng, một hướng tiến dọc theo đường 19, một hướng từ phía bắc cao điểm 174 tiến xuống. Các lực lượng phía trước của tiểu đoàn 7 dựa vào công sự hầm hào đánh trả quyết liệt. Hỏa lực của trung đoàn chi viện bắn vào đội hình và trận địa cối của chúng ở sườn dốc đối diện. Lúc này trung đoàn ra lệnh cho tiểu đoàn 8 dùng một đại đội vận động xuất kích vượt qua phía bắc đường 19, chiếm lĩnh điểm cao 174, rồi từ đó tấn công vào bên sườn và phía sau của đội hình địch. Khi đội hình vận động vượt qua đám ruộng cạnh đường, địch từ sườn dốc bắn ra rất rát. Lẽ ra đồng chí Cao Ích Nhường là đại đội trưởng phải nhanh chóng triển khai hỏa lực chi viện cho bộ đội vượt qua công kích vào bên sườn đội hình địch, thì anh lại không làm được việc đó, mà cùng với đồng chí Tử Văn Vi là chính trị viên bỏ lại khẩu DKZ-75 trên bờ ruộng rồi kéo cả đại đội chạy về phía sau. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra đối với một tiểu đoàn mà trước đó chưa từng có. Tuy nhiên, nhìn chung, toàn thể cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 8 nói riêng và trung đoàn bộ binh 31 nói chung vẫn phát huy được truyền thống của đơn vị, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phòng ngự và trong cuộc tổng tiến công sau này. Dĩ nhiên, hai cán bộ chủ chốt nêu trên sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Cuộc chiến đấu phòng ngự giữ vững khu vực đầu cầu này ngày càng quyết liệt. Các vị trí ở tiền duyên bị địch bu bám, áp sát các điểm tựa, bộ đội không xuất kích ra được do hỏa lực và những bãi mìn của địch ngăn chặn. Các đơn vị ở phía sau cũng bị địch tung nhiều toán lợi dụng sơ hở nơi tiếp giáp giữa các đơn vị để luôn vào gài mìn, phục kích, cắt đường vận chuyển tiếp tế của ta. Sở chỉ huy trung đoàn bộ binh 31 đóng ở chính giữa, phía trước chưa đầy 1 km là tiểu đoàn 7, bên phải phía sau gần trục đường 19 là tiểu đoàn 9. Lúc này tiểu đoàn 9 đã về lại đội hình của trung đoàn bộ binh 31. Còn tiểu đoàn 8 thì bố trí bên cạnh sở chỉ huy trung đoàn. Phía sau đội hình trung đoàn bộ binh 31 là trận địa pháo 105 ly của quân khu. Trận địa pháo này sau đó được bổ sung cho sư đoàn bộ binh 309 khi được thành lập. Trên hướng phòng ngự của tiểu đoàn 7 luôn luôn bị địch gây sức ép. Ngày 25 tháng 8, tôi cử đồng chí Phan Hành Sơn, phó tham mưu trưởng trung đoàn cùng một số cán bộ gồm trợ lý tác chiến, trợ lý trinh sát, trợ lý công binh lên nghiên cứu để điều chỉnh lại đội hình của tiểu đoàn 7 cho phù hợp. Số cán bộ này vừa ra khỏi sở chỉ huy trung đoàn khoảng 300m thì đồng chí trợ lý tác chiến đi đầu vướng phải mìn. May mắn anh không sao, nhưng đồng chí Phan Hành Sơn đi sau thứ ba bị thương nặng. Phan Hành Sơn là cán bộ chỉ huy dũng cảm, táo bạo. Đồng chí là một người con của quê hương đất Quảng. Trong chiến tranh chống Mỹ, một mình đồng chí quần nhau với địch xung quanh núi Ngũ Hành Sơn, diệt hàng chục tên lính Mỹ. Đồng chí được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong chiến đấu, mỗi khi giao nhiệm vụ cho đồng chí, chúng tôi rất yên tâm. Với vóc dáng to khỏe, nặng trên 70kg, nhưng tác phong đồng chí nhanh nhẹn, sống chân tình, cởi mở với anh em đồng chí, đồng đội. Trong cuộc sống đời thường sau này, đồng chí rất giản dị. Đồng chí bị mất sức chiến đấu lần này, chúng tôi rất tiếc và lại càng thương tiếc hơn khi được tin đồng chí đã từ trần trong một cơn bạo bệnh vào năm 2003 tại quê nhà, nơi đồng chí đã lập nhiều chiến công trong chiến đấu chống Mỹ.
Cuối tháng 8, miền đông bắc Campuchia vẫn đang là mùa mưa. Tất cả các con suối trên trục đường 19 từ Đức Cơ lên biên giới và cả trên phạm vi tỉnh Ratanakiri của Campuchia đều đầy ắp nước và chảy xiết. Lực lượng công binh của quân khu và dân công phải bắc cầu, nhưng đường thì lầy lội. Do đó bắc cầu xong thì xe cũng không thể đi được. Nhiều đoạn phải chặt cây chống lầy cho xe vận chuyển hàng hóa lên cho bộ đội, nhưng cũng rất hạn chế. Vì vậy ở phía trước vẫn thiếu thốn đủ thứ. Quân số ngày càng hao hụt, sức khỏe bộ đội giảm sút nhiều, trong khi cường độ đánh phá của địch lại tăng lên. Chúng lợi dụng mùa mưa tăng cường đánh phá, gây cho ta không ít khó khăn. Để bảo đảm cho bộ đội chiến đấu lâu dài và nhất là chuẩn bị cho chiến dịch tổng tiến công sắp tới, quân khu quyết định điều động Trung đoàn Bộ binh 95 và một số đơn vị khác như Trung đoàn Bộ binh 93, 94 lên thay thế, giữ vững bàn đạp, rút Trung đoàn Bộ binh 31 chúng tôi về củng cố. Đây là một quyết định đúng đắn và rất kịp thời. Những ai đã từng sống trong những hoàn cảnh này mới thấy được niềm vui sướng của những người lính từ trong gian khổ ác liệt được trở về hậu phương, tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi. Hơn một tháng chiến đấu trong mùa mưa, bộ đội gần như kiệt sức. Ai cũng mong có được một giấc ngủ thật sâu, một không khí yên tĩnh của thời bình, một ước mơ đơn giản mà đã hàng tháng nay mới có được. Sau khi bàn giao trận địa cho Trung đoàn Bộ binh 95, chúng tôi lại về căn cứ mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong cuộc chiến đấu vừa qua, chúng tôi đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, đã kiên cường bám trụ và cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, không để mất một vị trí nào trước khi bàn giao lại cho bạn. Trở về căn cứ, ai cũng tưởng rằng sẽ được xả hơi mấy ngày, nhưng không, bộ đội có thể được nghỉ ngơi, nhưng những người chỉ huy, lãnh đạo như chúng tôi thì công việc lại ngập đầu. Nào là hội họp, sơ kết, tổng kết, nào là bổ sung quân số, vũ khí, trang bị và phải bắt tay ngay vào công tác huấn luyện. Chúng tôi về căn cứ để củng cố lực lượng, nhưng hàng ngày vẫn dõi theo tình hình diễn biến trên chiến trường Đông Bắc nói riêng và tình hình Campuchia nói chung. Tình hình ở Campuchia lúc này đã có những dấu hiệu đáng chú ý. Tập đoàn phản động Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphon ngày càng lộ rõ bộ mặt phản bội, tư tưởng Marxist của chúng. Ở trong nước, chúng thực hiện chính sách vô cùng tàn ác, hà khắc với nhân dân Campuchia. Vì vậy đã xuất hiện phong trào phản chiến trong quân đội. Một số đơn vị bộ đội thuộc quân khu 203 chạy sang Việt Nam. Một bộ phận nhân dân Campuchia cũng tìm đường vượt biên giới sang nước ta lánh nạn. Trên chiến trường Đông Bắc, sau khi Trung đoàn Bộ binh 95 vào thay thế Trung đoàn Bộ binh 31 để tiếp tục chiến đấu, giữ vững bàn đạp, địch tăng cường đánh phá, gây sức ép trên toàn tuyến, không những ở chính diện mà ngay cả hai bên sườn và phía sau của các đơn vị cũng bị địch tấn công. Tại đồn biên phòng 23, chúng lại tiếp tục bu bám và cài mìn xung quanh. Đường 19 từ đồn biên phòng ra phía trước cũng liên tục bị phục kích và gài mìn, khiến cho công tác vận chuyển tiếp tế gặp rất nhiều trở ngại. Một số vị trí của ta ở ngã ba Công Hương đã bị địch đánh chiếm. Một số dân công hỏa tuyến bị địch phục kích, bắt trong đó có cả phụ nữ. Tình hình ngày một phức tạp, không thể để mất khu vực đầu cầu có tính chất trọng yếu này. Trước tình hình đó, quân khu 5 đã điều Trung đoàn Bộ binh 94 thuộc Sư đoàn Bộ binh 307 lên triển khai dọc đường 19. Sau đội hình Trung đoàn Bộ binh 95 và một số đơn vị khác, với mục đích tạo thế liên hoàn giữa phía trước với phía sau, nhưng tình hình vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Tháng 10 năm 1978, Sư đoàn Bộ binh 801 của địch đã cho một bộ phận lực lượng chiếm lĩnh điểm cao 312 phía bắc đường 19 thuộc tỉnh Ratanakiri. Từ bàn đạp này, chúng cho nhiều toán xuống khống chế đường 19 và ngầm Ozadao bằng các thủ đoạn phục kích, gài mìn, cắt đứt tiếp tế, cô lập các đơn vị phía trước gồm Trung đoàn Bộ binh 94,
Trung đoàn Bộ binh 95 và một số đơn vị khác với phía sau của ta. Tình hình trên hướng quân khu 5 lúc này rất nghiêm trọng. Giữa lúc cuộc chiến đấu trên tuyến biên giới Tây Nam ngày càng quyết liệt và phức tạp, thì hầu như đồng thời có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra cùng lúc. Trước tình hình quân đội địch và nhân dân Campuchia gần biên giới căm ghét chế độ Pol Pot chạy sang ta ngày một đông, được sự giúp đỡ chí tình của Đảng và Nhà nước ta, Mặt trận Cứu nguy dân tộc Campuchia ra đời. Sau này gọi là Mặt trận Dân tộc Cứu nước Campuchia, do đồng chí Hinh Samrin làm chủ tịch. Sự kiện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong diễn biến tình hình ở Campuchia và các nước trong khu vực. Đây là hành lang pháp lý để chúng ta tiến hành thực hiện hai nhiệm vụ cùng lúc, là nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế. Trong đó, nhiệm vụ dân tộc là động lực thúc đẩy. Từ sự kiện đó, để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của dân tộc, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu đã thành lập nhiều đơn vị mới thuộc các quân khu phía Nam, trong đó có Sư đoàn Bộ binh 309 chúng tôi. Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, trước tình hình diễn biến bất lợi cho ta ở hai đầu đất nước, quân đội ta cũng đã thành lập ra nhiều đơn vị cơ động của Bộ. Đó là những chủ trương rất sáng suốt và kịp thời của Đảng và Nhà nước, quân đội ta. Như vậy chúng ta có thể hiểu là Sư đoàn Bộ binh 309 và các đơn vị khác ra đời trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam nhằm cùng toàn quân và dân ta thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng và nhiệm vụ dân tộc, nhiệm vụ quốc tế. Ra đời tại thị xã Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 27 tháng 9 năm 1978, Sư đoàn Bộ binh 309 lúc mới thành lập gồm 3 trung đoàn bộ binh, nòng cốt là trung đoàn bộ binh 31, một trung đoàn pháo binh, trung đoàn pháo binh 36, sau này đổi thành trung đoàn pháo binh 487 cùng các tiểu đoàn trực thuộc và chuyên môn. Bộ tư lệnh sư đoàn đầu tiên gồm các đồng chí Thượng tá Lê Chí Thuận, tức Lê Văn Nẹt, sư đoàn trưởng, Thượng tá Nguyễn Văn Chức, chính ủy, Thượng tá Lê Tá, phó sư đoàn trưởng, Trung tá Trần Dực, phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị sư đoàn. Còn chỉ huy các trung đoàn bộ binh và nhiệm vụ của họ, tôi xin nói cụ thể ở các phần sau. Bây giờ chúng ta hãy trở lại tình hình ở chiến trường Đông Bắc Campuchia mà lực lượng vị trí quân khu 5 đang chiến đấu ở đó. Trước tình hình các đơn vị phía trước bị địch chia cắt, ngày 20 tháng 10 năm 1978, sau khi lui về củng cố chưa được một tháng, theo lệnh của quân khu, Trung đoàn Bộ binh 31 lại được giao nhiệm vụ đánh chiếm cao điểm 312, giải tỏa đường 19 để chi viện cho các đơn vị phía trước đang gặp rất nhiều khó khăn do không được tiếp tế lương thực, đạn dược từ phía sau lên và số thương binh chưa được chuyển về hậu phương. Đêm ngày 19 tháng 10, đồng chí Lê Chí Thuận, sư đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Trước, chính ủy sư đoàn, trực tiếp xuống giao nhiệm vụ cho Trung đoàn Bộ binh 31, có đồng chí Khiếu Anh Lân, cán bộ thuộc quyết định 3 cùng đi để tìm hiểu tình hình ở chiến trường để phục vụ cho các hoạt động sau này. Vì đang chiến đấu phía trước nên ngày thành lập sư đoàn chúng tôi không có mặt. Hôm nay mới được gặp sư trưởng và chính ủy lần đầu tiên trên cương vị mới. Trước đây trong chiến tranh chống Mỹ, chúng tôi đều ở Sư đoàn Bộ binh 3 Sao Vàng. Anh Thuận Nẹt là lữ đoàn trưởng đoàn 52, trực tiếp chỉ huy lữ đoàn đánh trận Công Kiên nổi tiếng ở Gia Vực, Quảng Ngãi, rồi làm trung đoàn trưởng trung đoàn 12. Sau năm 1975, anh là tư lệnh kiêm bí thư đảng ủy đoàn 352 làm kinh tế ở Tây Nguyên. Anh là người rất năng động, miệng nói, tay làm. Những chủ trương đã được đảng ủy đề ra hoặc mệnh lệnh của cấp trên đưa xuống, anh bắt buộc cấp dưới phải thực hiện cho bằng được. Với tác phong kiên quyết, giọng Huế oang oang, có lẽ cũng vì thế mà bộ đội gọi là Nẹt thay vì Nẹt tên của anh. Còn chính ủy Nguyễn Văn Trước thì hoàn toàn ngược lại. Anh là người điềm đạm,
lập luận chặt chẽ, tưởng như anh tiết kiệm từng lời nói, nhưng đối với công tác đảng, công tác chính trị thì rất sâu sắc. Những năm cuối của cuộc chiến tranh chống Mỹ, anh là chính ủy trung đoàn bộ binh số 2, sư đoàn 3 sao vàng. Chiến dịch Hồ Chí Minh, anh vẫn là chính ủy, còn tôi là quyền trung đoàn trưởng trung đoàn. Chúng tôi cùng tham gia lãnh đạo và chỉ huy trung đoàn tiến công đánh chiếm Vũng Tàu trên hướng đông nam của chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau năm 1975, chúng tôi lại gặp nhau và cùng công tác tại trường hạ sĩ quan quân khu đóng ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Hôm nay, chúng tôi lại sát cánh cùng nhau trên chiến trường này. Một lần nữa, chiến tranh lại đưa chúng tôi đến với nhau. Tại sở chỉ huy của trung đoàn, bây giờ đã là 23 giờ, bộ đội đang chìm vào giấc ngủ say sưa sau những tháng ngày căng thẳng ở chiến trường. Duy chỉ có số anh em canh gác và một số đồng chí trực ban của các cơ quan là đang thức. Đồng chí Khiếu Anh Lân trải tấm bản đồ khu vực thuộc tỉnh Ratanakiri, Campuchia và Đức Cơ Việt Nam lên bàn. Tôi với anh Vũ Huy Lẫm, lúc này anh Lẫm đã được điều về làm chính ủy trung đoàn thay anh Mai, cùng với một số đồng chí như trợ lý tác chiến, chủ nhiệm trinh sát, thông tin, tập trung xung quanh tấm bản đồ đã được tác nghiệp về diễn biến địch ta mới nhất. Nhìn vào tấm bản đồ có những mũi tên xanh xen lẫn những chấm đỏ, ta có thể hình dung được địch đã tạo được thế xen kẽ với các đơn vị của ta trên toàn bộ phạm vi tác chiến của các đơn vị, đặc biệt là trên trục đường 19, khu vực cao điểm 312. Đồng chí Khiếu Anh Lân cung cấp một số tình hình mà quân đoàn 3 nắm được về diễn biến giữa ta và địch. Đồng thời, đồng chí sư trưởng sư đoàn 309 phổ biến nhiệm vụ của quân khu và tiền phương bộ giao nhiệm vụ cho sư đoàn 309 nói chung và trung đoàn 31 nói riêng. Ai nấy đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, nét mặt đượm vẻ buồn phiền, lo lắng. Có thể buồn vì sau đợt chiến đấu vừa qua, đơn vị rút về củng cố, thời gian chưa được bao nhiêu, sức khỏe chưa được hồi phục và đang bộn bề công việc phải làm. Thế mà giờ đây, ngay sáng mai, chúng tôi phải lên đường ra trận. Lo lắng là vì nhiệm vụ quá gấp, trong một điều kiện thời gian eo hẹp, liệu có hoàn thành được nhiệm vụ không? Đồng chí sư trưởng Lê Chí Thuận phá tan không khí im lặng bằng giọng nói sang sảng, gần như ra lệnh và cũng gần như thuyết phục. Đồng chí nói: tình hình phía trước đang rất khó khăn. Sư đoàn giao nhiệm vụ cho trung đoàn bộ binh 31 phải bằng mọi biện pháp khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tạo thuận lợi cho các đơn vị bạn. Trước mắt, ngay ngày mai, các đồng chí tổ chức cho cán bộ đi trinh sát mục tiêu, còn các đồng chí ở nhà chuẩn bị mọi mặt cho bộ đội. Có khó khăn gì thì cứ báo cáo lên sư đoàn. Các cơ quan phải tập trung mọi khả năng cho trung đoàn bộ binh 31. Nhiệm vụ cụ thể thì lên tiền phương quân khu sẽ giao. Với đức tính điềm đạm của một cán bộ chính trị lâu năm, đồng chí trước bổ sung thêm: sư đoàn 309 vừa mới thành lập, biên chế tổ chức và trang bị chưa được hoàn thiện cho lắm. Trung đoàn 31 vừa trải qua chiến đấu hàng tháng trời, bộ đội xuống sức, mệt mỏi, quân số và trang bị cũng chưa được bổ sung. Nhưng trung đoàn đã có những cơ sở thuận lợi hơn các trung đoàn khác, vì anh em đã kinh qua chiến đấu với đối tượng này, đã có những kinh nghiệm bước đầu, địa hình cũng đã nắm được. Trung đoàn lại là đơn vị chủ công của sư đoàn, yêu cầu các đồng chí nỗ lực, cố gắng lãnh đạo, chỉ huy bộ đội. Đánh thắng trận này có ý nghĩa tạo đà để xây dựng sư đoàn. Tuy trung đoàn bộ binh 31 là lực lượng chủ công, nhưng tất cả mọi công tác bảo đảm thì sư đoàn và quân khu sẽ lo, và coi đây là trận chiến đấu đầu tiên của sư đoàn bộ binh 309 sau khi thành lập. Suốt từ đó trở về sáng, chúng tôi không tài nào chợp mắt được. Bao nhiêu công việc dồn dập ập tới, không biết việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau, và tất cả mọi công việc đều cần tiến hành trong một thời gian rất ngắn. Đêm cuối tháng, trời không mưa, rừng Tây Nguyên im lìm như trong giấc ngủ.
Song tại sở chỉ huy, trung đoàn nhộn nhịp, tất bật hẳn lên, như một chương trình đã được cài đặt sẵn trong bộ nhớ máy tính. Ba chúng tôi, gồm tôi, đồng chí Vũ Huy Lẫm, đồng chí Trương Đình Sướng và mời thêm đồng chí chủ nhiệm chính trị trung đoàn họp thường vụ. Còn các cơ quan tuy chưa được giao nhiệm vụ cụ thể, nhưng với kinh nghiệm của những năm chiến đấu, các đồng chí đều chủ động triển khai công việc. Tôi nghĩ bụng, nếu không có những cơ quan như thế này thì tài thánh cũng không thể chỉ huy được bộ đội. Thế mà trong thực tế lại có những vị chỉ huy thường hay ôm đồm cả công việc của cơ quan, ít quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trợ lý, thậm chí còn xem nhẹ vai trò của cơ quan. Do đó khi sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, cơ quan thường bị phê phán nhiều nhất, nhất là cơ quan tham mưu và hậu cần. Đó là những điểm vô cùng sai trái. Sáng sớm ngày 20 tháng 10, tôi dẫn đầu đoàn cán bộ chuẩn bị chiến trường xuất phát lên Đức Cơ. Xe chạy bon bon trên quốc lộ 14 về hướng Pleiku. Nhân dân hai bên trục đường vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Bà con ở một số tỉnh phía Bắc và vùng kinh tế mới đã dựng lên các dãy nhà lập tranh, vách đất dọc hai bên đường, tập trung nhiều ở khu vực ngã ba đường số 7 và đường 14. Tuy nhiên, trong đầu óc tôi lại suy nghĩ việc khác. Trên đường đi, chúng tôi đã tự sắp xếp cho mình những công việc phải làm như tổ chức các mũi trinh sát, dự kiến phân công cán bộ, công tác bảo đảm thông tin liên lạc. Tôi nhắc đồng chí Dương Minh Vui, chủ nhiệm trinh sát, và đồng chí Nguyễn Hồng Vân, trưởng ban tác chiến. Các cậu lên tới nơi nhớ xin bản đồ, địa bàn cho đủ. Như lần trước thì rất khó khăn cho anh em. Lần trước may mắn nhờ anh em trung đoàn bộ binh 95 giúp đỡ, nhưng lần này mình phải chủ động. Riêng đồng chí Vui nhớ quan hệ với trinh sát trung đoàn bộ binh 95 và trinh sát quân khu, nắm thật chắc tình hình địch. Vì ta đã rời địa bàn này một tháng trời rồi, trong khi kẻ địch thì luôn luôn thay đổi. Hai đồng chí cứ vâng vâng, dạ dạ mà không đề nghị gì cả. Có thể các đồng chí cũng đang dè dặt, thận trọng khi chưa biết nhiệm vụ cụ thể ra sao. Dọc đường vừa nói chuyện vừa suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. Trước khi giao nhiệm vụ cụ thể cho trung đoàn bộ binh 31, đồng chí sư đoàn trưởng cho biết một số tình hình địch, tập trung vào mục tiêu được phân công cao điểm 312. So với tối hôm qua, tại sở chỉ huy của trung đoàn vẫn không có gì mới. Tôi nghĩ thầm, có lẽ các bố nắm địch không chắc. Mà đúng vậy, với một đối tượng như thế này quả là rất khó xác định. Cho đến bây giờ vẫn chưa ai xác định được phiên hiệu đơn vị, biên chế, tổ chức, trang bị của địch trên quân khu Đông Bắc này. Chúng có bao nhiêu sư đoàn, trung đoàn trên các quân khu và cả nước Campuchia? Chỉ biết rằng qua khai thác tù binh và đào binh thì trên phạm vi tỉnh Ratanakiri, lực lượng chính quy của địch tác chiến với các đơn vị của quân khu 5 lúc này chỉ có sư đoàn bộ binh 801. Với những điều kiện khó khăn về địa hình, về âm mưu thủ đoạn của địch và cả về những mặt hạn chế của trinh sát ta, cho đến giờ này ta vẫn chưa nắm được và có thể sẽ không nắm được lực lượng, mức độ công sự và hỏa lực của địch trên cao điểm 312. Chỉ biết chắc chắn rằng địch đã bố trí hỏa lực DKZ 12 ly 7 và cối 100 ly tại sườn đông nam điểm cao 312 cùng với một lực lượng bộ binh để khống chế đường số 19. Các nơi khác, đặc biệt là ngầm Ozadao, bộ đội ta đi qua thường xuyên bị phục kích hoặc dẫm phải mìn. Còn vật cản xung quanh cao điểm 312 thì chủ yếu là mìn với mật độ cao, nhiều loại, nhiều kiểu, được bố trí rất nham hiểm. Cũng vì mới biết về địch như thế nên đồng chí sư trưởng giao ngay nhiệm vụ cho trung đoàn như sau. Trung đoàn bộ binh 31 được sự chi viện trực tiếp của hai trận địa pháo 155 và 105 ly của quân khu bố trí tại khu vực ngầm Ozadao và sự phối hợp của các đơn vị phía trước như trung đoàn bộ binh 94 có nhiệm vụ: 1. Tiến công đánh chiếm cao điểm 312, từ đó phát triển chiến đấu xuống trục đường số 19 nhằm giải tỏa đoạn đường từ ngầm Ozadao
đến đoạn tiếp giáp với trung đoàn bộ binh 94 phía tây nam điểm cao 312. 2. Tổ chức chốt giữ các mỏm 1, 2, 3 của cao điểm 312, nhanh chóng củng cố đội hình, sẵn sàng khi có lệnh sẽ cơ động theo nhiệm vụ của quân khu giao. Sở chỉ huy trung đoàn đặt cạnh sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn bên cạnh đường số 19 phía nam điểm cao 312. Vào 17 giờ ngày 22 tháng 10 phải hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và báo cáo cho sư đoàn. Thời gian gấp quá, biết làm thế nào bây giờ? Tình hình khó khăn của trung đoàn thì sư đoàn và quân khu cũng đã biết, mà các đơn vị bạn đang chiến đấu phía trước lại rất cần sự có mặt của chúng tôi. Nghĩ thế, tôi điện cho đồng chí Vũ Huy Lẫm, chính ủy, và đồng chí Trương Đình Sướng, tham mưu trưởng cơ động bộ đội lên Đức Cơ, và ngay chiều tối hôm đó tổ chức trinh sát điểm cao 312. Tôi trực tiếp đi trinh sát trên hướng chủ yếu hướng nam, đông nam điểm cao. Trên hướng này dự kiến sẽ sử dụng một tiểu đoàn tăng cường, tiểu đoàn bộ binh số 7. Cán bộ đi trinh sát bao gồm đồng chí Lê Văn Thuận, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 7, và hai cán bộ đại đội trưởng, đồng chí Dương Minh Vui, chủ nhiệm trinh sát, và một số chiến sĩ. Ngoài ra còn có một số cán bộ chỉ huy hỏa lực của trung đoàn và hỏa lực tăng cường. Trên hướng Tây Bắc, dự kiến sử dụng một tiểu đoàn bộ binh số 9 phối hợp với một tiểu đoàn của trung đoàn bộ binh 276 tỉnh Đắk Lắk đang hoạt động tại đây. Do đó, trên hướng này, đồng chí trợ lý tác chiến trung đoàn cùng với đồng chí Đinh Văn Tự, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 9 và các đại đội trưởng đi trinh sát. Tối 21 tháng 10, lực lượng trinh sát đi trên hướng chủ yếu đã vào đến chân điểm cao 312, thì đồng chí Dương Minh Vui đạp phải mìn, bị thương rất nặng. Tuy vậy, công việc vẫn được tiến hành. Tối hôm đó, đội hình trung đoàn cũng đã cơ động lên Đức Cơ. Quân khu bổ sung cho trung đoàn trên 500 tân binh, hầu hết anh em quê ở Quảng Nam, Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung. Lớp tân binh này vừa mới hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản, bao gồm các bài bắn súng tập 1, kỹ thuật gỡ và cách bố trí mìn của địch, động tác đào công sự, ngụy trang và chiến thuật từ cá nhân đến tổ 3 người. Có thể nói về quân số là tương đối đủ, đảm bảo được biên chế thấp nhất trong thời chiến. Trong chiến tranh vừa qua, ta đã thực hiện các biểu biên chế cho từng đơn vị, lấy cơ sở là tiểu đội bộ binh 7, 9, 12 đồng chí. Công việc bổ sung vũ khí, đạn dược, sinh hoạt bộ đội và làm các công tác khác được thực hiện từ ngày 22 đến chiều ngày 23 tháng 10. Đúng 18 giờ, từ vị trí tập kết, các mũi, các hướng tiếp cận tuyến triển khai xuất phát tiến công. Trời mùa đông, vùng rừng núi tối đen như mực, mọi người phải bám sát nhau. Hướng thứ yếu, đường xa, phải vòng xuống phía nam rồi ngược lên băng qua đường 19 là nơi địch thường ra phục kích gài mìn. Ngày hôm trước, chúng tôi đã cho trinh sát chốt lại, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chiến đấu tại chỗ. Vượt qua đường 19 là vào khu vực của một tiểu đoàn thuộc trung đoàn bộ binh 726 đang đóng chốt tại đây. Có thể nói suốt đêm 23 tháng 10, đội hình tiếp cận phải nhích từng bước. Lâu nhất là công tác gỡ mìn địch, rồi đưa từng bộ phận vào chiếm lĩnh. Các trận địa hỏa lực như pháo 105 ly, 155 ly của quân khu đã bố trí từ trước, sẵn sàng chi viện cho bộ đội tiếp cận tuyến xuất phát tiến công. Chỉ còn trận địa DKZ-75 thì đêm nay mới chiếm lĩnh để trực tiếp chi viện cho bộ đội đột phá cửa mở trên hướng chủ yếu của trung đoàn. Cán bộ chỉ huy các cấp chạy ra chạy vào như con thoi để đưa lực lượng vào vị trí, giao nhiệm vụ cho bộ đội tại thực địa và nhắc lại hiệp đồng chiến đấu. Sườn cao điểm 312 nhiều đá, không làm được công sự như mong muốn. Bù vào đó là có nhiều gốc cây to và một số ụ mối. Bộ đội chủ yếu lợi dụng địa hình tự nhiên để triển khai lực lượng. Tôi ở sở chỉ huy trung đoàn phía sau đội hình trên hướng chủ yếu mà trong lòng cứ nôn nao, nhiều lúc như nín thở theo dõi từng bước tiếp cận của các lực lượng qua mạng thông tin hữu tuyến. Đồng chí trợ lý tác chiến dưới ánh đèn pin được che sáng đánh dấu từng vị trí
mà các đơn vị đã được triển khai xong lên bản đồ. Mỗi một ký hiệu mũi tên màu đỏ nhích lên đến đâu thì bên dưới có ghi thời gian. Mọi người đều tập trung cao độ tâm trí trong giai đoạn này. Trên hướng thứ yếu, tôi cử đồng chí Nguyễn Thành Út, phó chính ủy trung đoàn và một số cán bộ cơ quan tham mưu đi theo để đôn đốc, chỉ đạo và giúp đỡ anh em trong những lúc khó khăn. Cho đến lúc này, khoảng 23:30, mạng thông tin liên lạc vẫn thông suốt, chủ yếu trên hướng tiểu đoàn 7. Còn tiểu đoàn 9, trên hướng thứ yếu, dùng thông tin vô tuyến, chỉ mở máy canh nhưng không được phát. Với địa hình rừng núi, nếu như trước đây sở trường của bộ đội ta là thường hay tập kích ban đêm, còn bây giờ điều đó là không thể. Do đó, hợp đồng tác chiến trong trận này là mọi công tác chuẩn bị phải hoàn thành trước 5:00 sáng ngày 24 tháng 10. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.